cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bày tỏ sự quan tâm về vấn đề giá vé máy bay nội địa liên tục tăng cao đã ảnh hưởng không ít đến du lịch trong nước cũng như là vấn đề tăng giá vàng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt câu hỏi, giá vé máy bay theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam là chưa kịch trần, vậy còn tăng nữa không và nó có ảnh hưởng gì đến du lịch? Giải trình về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy đã nêu 4 vấn đề liên quan đến giá vé máy bay như mức vé bình quân, mức tăng, nguyên nhân và chính sách vé. Do nhu cầu đi lại dịp lễ lên rất cao, hành khách chủ yếu mua sát giờ nên giá vé tăng cao 20%. Bên cạnh đó, đội bay có 33 máy bay chủ yếu là A321 và A320 phải tạm dừng để kiểm tra khắc phục động cơ. Việc này đã buộc các hãng hàng không phải thuê cả máy bay, phi công và tàu bay nên chi phí đều tăng cao. Về vấn đề giá vé máy bay tăng có ảnh hưởng đến du lịch không, Thứ trưởng Huy khẳng định có ảnh hưởng đến du lịch. Đối với vận tải hành khách thì với cự ly dưới 1.000 cây số thì báo cáo với các đồng chí là đường sắt vẫn là cái chi phí hợp lý nhất. Trên thế giới người ta vận tải đường sắt là dưới 1.000 cây, còn thị phần trên 1.000 cây mới là hàng không, báo cáo đồng chí như thế. Thì hiện nay Bộ Giao thông Vận tải đang đẩy mạnh cái việc khai thác hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có, đồng thời đầu tư các tuyến đường sắt mới để về lâu dài tái cơ cấu thị phần vận tải hành khách một cách hợp lý, bền vững nhất. Giá vàng nhảy múa vừa rồi, tôi gọi là giá vàng nhảy múa vừa rồi, công tác quản lý thế nào? Không lẽ cứ để nó nhảy múa thế? Thị trường gì thì thị trường, nhưng mà không thể có cái thị trường nhảy múa kiểu đấy được. Giải trình về vấn đề này, ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết giá vàng trong nước phụ thuộc vào giá vàng thế giới. Đến hôm nay, giá vàng thế giới tăng khoảng 14% so với đầu năm. Cùng với đó, nguồn cung trong nước hạn chế cũng khiến giá ở mức chênh lệch cao so với thế giới. Tiếp tục triển khai công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh, mua bán vàng miếng. Và cũng chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng miếng thì chấp hành nghiêm các cái quy định của pháp luật, ví dụ như về hóa đơn chứng từ, về thanh toán, về kiểm soát các cái giao dịch mua bán theo đúng quy định của pháp luật. Và Ngân hàng Nhà nước cũng đã có các cái văn bản đề nghị các Bộ Công an, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp để cùng nắm tình hình, thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công theo Nghị định 24 và kiểm tra, giám sát và quản lý thị trường và xử lý nghiêm các hành vi như là buôn lậu hay trục lợi và đầu cơ thao túng và đẩy giá lên. Phó Thống đốc Ngân hàng cũng cho biết trong tuần này, Ngân hàng Nhà nước sẽ có 2 phiên đấu thầu, tăng 1 phiên so với trước để tăng nguồn cung ra thị trường. Về lâu dài, Ngân hàng Nhà nước sẽ đề xuất thêm các giải pháp quản lý thị trường vàng, trong đó sẽ sửa Nghị định số 24.